It's showtime. Hello. Hello. Everyone, we're Hi. Live. Hello, nghe anh Don và chị Kim. Chào anh chị. Hi, Vivienne. Hello, hello, chào mọi người nha. Hello. Chào. Khỏe không? Khỏe. Rồi bây giờ mọi người cũng như là ăn uống xong hết rồi ha. Rồi như là mình ready để mình... Ăn điện rồi. Xong rồi. Ừ. Giờ mình có sức rồi, bữa ăn cơm tối xong giờ có sức rồi đó. Hôm nay mình gặp nhau, mình hẹn gặp nhau để mình chia sẻ về cái mô hình business này. Mà hôm nay là mình gặp nhau, mình nói trò chuyện với nhau thôi, với tính cách giao lưu thoải mái. Mình hẹn gặp nhau hơi trễ một chút. Tại vì hơi kẹn chút cho nên làm trễ, hy vọng là sao. Sao mình làm sớm hơn, tại sợ có nhiều bạn không có đón nghe được á, thì hơi trễ thì thông cảm, có thể mình coi lại replay. Thì hôm nay mình tiếp tục cái đề tài mà hôm nay tụi mình cùng nhau để chia sẻ ha. Mục đích của mình làm là để chia sẻ cho các bạn đang có cái sự quan tâm mà chưa biết là có tin tưởng cái mô hình kinh doanh mà mình đang làm hay không, mô hình kinh doanh mình đang làm là như thế nào. Thật sự cũng hơi khó giải thích, dù là mình có cố gắng cũng hơi khó giải thích, bởi vì anh em mình có học nè, có đào tạo rồi mình mới hiểu sâu sắc hơn cái mô hình của mình. Mặc dù mình nói là làm business, thật sự là nó rất là đa dạng và nó có nhiều tầm vóc khác nhau, cho nên vài lời hoặc là một vài cái buổi nói chuyện như thế này á, không có không thỏa đáng được hết, thì mong các bạn thông cảm. Tụi này sẽ cố gắng mỗi một tuần lên đây nói chuyện với nhau và chia sẻ một từng chút từng chút. Nói chung lại, các bạn nào có quan tâm thì mình phải đi thẳng vào những cái trang mạng mà của tụi này chia sẻ, nó chạy dài đó, là thì các bạn sẽ hiểu một cách nó tổng quát và kỹ hơn nha. Còn tụi mình thì mình nói theo cái góc độ của mình thì có thể là nó không có đầy đủ hết thông tin. Hôm nay cũng như lần trước thì xin phép giới thiệu, mình là Don ở Las Vegas. Còn bà xã? Mình là Kim, cũng ở Las Vegas. Hello from Las Vegas. Rồi vậy thì mình là Vivian Nguyễn ở Texas, vùng gọi là cowboy của Hoa Kỳ. Nắng nóng. Cũng như chào tất cả quý vị gọi là đang xem ba tụi này đang gọi là tám với nhau. Rồi mời Liên. Mình tên Liên, mình đang sinh sống tại Colorado, Washington State. Rồi, xin chào mọi người luôn. Rồi yeah, hang loose. Yeah. Rồi hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài là tại sao mình ở trong business này, phải không anh Don? Sao mình chọn cái business này? Đúng rồi. Cái đề tài này hôm bữa mình có chia sẻ một lần, nhưng mà một lần nó không có thấy đủ, và cũng có một vài bạn thỉnh thoảng thì có thêm những câu hỏi khác nhau, thì mình sẽ cố gắng mình mổ xẻ thêm. Hôm nay cái đề tài cũng như lần trước là tại sao mình đi theo cái mô hình kinh doanh trực tuyến này. Why we choose this digital business model? Khi mà nói đến kinh doanh và kinh doanh trên mạng, kinh doanh trực tuyến hay là kinh doanh truyền thống, thật sự nó cũng... thôi mình nói digital business thôi, thì trên mạng đó, thì bây giờ đa số là mọi thứ sau cái đại dịch thì rất 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 nhiều người có cái xu hướng là đem mọi thứ mua bán, trao đổi, chia sẻ lên trên mạng, là vì nó tiện lợi, tiết kiệm thời gian và làm kinh doanh được luôn, và đã có rất nhiều người làm như thế và người ta làm rất thành công. Thì cái mô hình của tụi mình cũng vậy, cũng đã được chứng minh và cũng đã có rất nhiều người mà hầu hết là đều thành công hết. Chỉ có những người mà không thành công là vì họ không chịu theo đuổi và không chịu cố gắng. Họ cứ nghĩ là vào đây rồi không làm gì hết tự nhiên là thành công, thì cái đó là sorry.
đúng không? Bất cứ một cái business nào mình cũng phải nỗ lực, phải có kiên trì và phải có đầu tư thời gian và tâm huyết của mình. Mặc dù mình nói là mình làm part time, dù part time thì cái nào nó cũng phải có cái đủ cái nhân thì nó mới ra được cái quả. Mình làm chưa tới rồi giữa chừng thì mình ngưng thì cái đó không trách ai được, đúng không? Mình phải đi hết đoạn đường, mình phải trải qua, mình phải chịu đấm, chịu đổ một hồ sơ nước mắt chẳng hạn, như vậy thì mình mới nhận được kết quả thì mới xứng đáng. Thì cái biết dịch này cũng vậy, xin thưa trước với các bạn là không phải vô ngồi chơi nói chuyện tào lao hoặc là cứ tàn nói là ô biết dịch này mọi thứ nó là tự động hết. Tự động là tụi này nói là đúng, nhưng mà không phải không làm gì. Nếu mà biết dịch không làm gì thì cả thế giới này sướng quá ha, mình đâu có đau khổ. Biết dịch này thì cũng vậy đó, cũng các bạn cũng phải cần chỉ có học hỏi, bỏ chút thời gian và có cái quyết tâm. Còn mọi thứ khác các bạn chỉ cần làm theo. Bởi vì sao vậy? Vì cái mô hình này mình có thể nói giống như là một cái franchise system. Khi các bạn vào đây, chúng tôi trao cho bạn một cái bản sao và bạn cứ như vậy và làm theo. Bạn không cần phải quá thông minh, bạn không cần phải là reinvent the wheel, giống như danh từ của Mỹ nói, không biết tiếng Việt là sao đó. Thì mình không cần phải là làm một cái gì nó quá là ngoài sức của mình. Mình chỉ chân thành và chịu khó học một chút, đi từng bước và mình sẽ đi đến thành công. Và cái mà bằng chứng mình không phải lấy từ nhiều anh chị khác, cái đó đã không cần gì để nói, là bằng chứng nó quá rõ ràng. Nhưng mà giống như anh chị em mình đây nè, thì mình cũng là những người sơ cơ, chân ướt chân ráo nhảy vào, nhưng mình cũng đã thấy thành công rồi. Và mình lấy cái bản thân của mình để chia sẻ với các bạn, đây là người thật, business thật và nó có sự thành công thật. Thì hôm nay để mở đầu cho cái buổi nói chuyện hôm nay thì cái đề tài của mình là mình lặp lại why we choose this digital business. Cái mô hình này nếu mà nói hoài không hết đâu. Nói chung lại là cho mình tóm tắt là để các bạn chia sẻ là nó rất đa dạng, cho nên các bạn là vui lòng lắng nghe, vì cái business này nó rất khác với business khác. Cái mà đưa đến thành công mà tương đối là không có nhọc nhằn, không có phải là gian khổ, không phải là có nhiều rủi ro, đó là lý do mà tại sao hai đứa này chọn đi vào cái mô hình này. Vì mình thấy như vậy, mình tin tưởng. Mới ban đầu là mình chỉ đặt niềm tin, rồi bây giờ qua một thời gian thì mình càng chắc chắn hơn, mình càng tự tin hơn và càng hiểu rõ hơn. Cho nên mình muốn chia sẻ lên các bạn, cái business này được phát triển là do nhiều người tin tưởng và nhiều người vô làm và họ thành công. Và càng nhiều người thì giống như là một cái example để cho các bạn nhìn vào thấy là các bạn là thấy là mình có thể làm được, chứ không phải là mình không cần phải bác sĩ, luật sư, không cần phải là một người học quá cao rồi mới làm được. Mình chỉ cần biết căn bản thì mình sẽ làm được. Thì mình xin mở ra cái buổi nói chuyện hôm nay như thế, rồi các bạn, xin mời các bạn chia sẻ thêm để cho mọi người đang theo dõi mình hoặc là sau này họ coi lại, họ có thể hiểu thêm một chút về cái mô hình của mình. Vì sao mình cứ nói này hoài ha? Thì cho mình nói trước lên nha. Thì tại bây giờ đó thì quý vị cũng như quý vị cũng thấy rồi đó, là em bé chạy qua chạy lại. Thì cái đó nó là một cái lý do lớn cho Vivian để vào cái business này. Hồi đó thì mình có làm những cái business khác và mình thấy là nó rất là tốn nhiều thời gian, mình không có dành được nhiều thời gian cho con, cho nên nó là cái lý do là mình muốn vô cái business này. Nó không có thách nhiều thời gian, mỗi ngày thì mình chỉ cần có 1-2 tiếng làm cái business này, cho nên nó là Vivian có nhiều thời gian hơn cho bên con. Và trong cái lúc mình làm như vậy thì lúc nào con của mình cũng ở bên mình không cần phải là thí dụ như là mình phải vô sở mình ngồi 8 tiếng rồi mình đi về. Đó thì cái đó thì mình thấy đó là một cái thuận lợi cho riêng cá nhân của Vivian, cho nên cái đó là cũng là một cái lý do rất lớn cho vào cái business này. Đó, rồi xin mời Liên. Thực
Trường hợp của VN lý do tại chọn cái business đó là tại mà phụ nữ có con và nhà chăm sóc ái và tham gia vào business này, cái tỷ lệ số người đó rất rất là trong cái business này hầu như là chiếm gần một nửa, hơn một nửa, với cái tỷ lệ là phụ huynh cha mẹ muốn có nhiều cho gia đình cho con, nên đó lý do tại sao họ muốn làm vào business này, tại vì cái thời gian nó flexible và mình chọn bất kỳ cái schedule hay là cái giờ mình tham gia làm. Đúng rồi. Và bản thân mình thì mình không có con, nhưng vì công việc là mình phải làm về chuyên về skin care giống nhau, giống như mọi công việc về lĩnh vực thì em không, thì công việc làm đẹp thì làm khi mà người ta mang một tha phần là những người ta thích đến và cuối mà sao các vợ giờ để sao giờ họ làm ở văn phòng, họ được làm da, họ chăm sóc sắc đẹp, vì thế mình phải làm cuối tuần, có khi làm trễ là sao bây giờ chịu, thì ông xã mình là không có cảm thấy happy, tại vì cuối tuần là ngày phải được nghỉ ngơi chơi ăn ở nhà mình, ông không chịu. nên là kêu cứ tối ngày kêu đi kiếm công việc có nên làm sáng, nói chung là được làm office từ 2 đến thứ 6 để cuối tuần nghỉ và sau đi về cùng chơi, có thời gian spend time together, tại vì mà cái khác nhau quá không thấy mất cái mối liên kết cái nhà học với cuộc sống phòng. Đúng rồi. Là đi du lịch hay là về Việt Nam trong gia đình cũng không có dám nghỉ lâu, từ có thu nhập vậy cũng phải ráng cho nó phù hợp với công việc của mình, không có rồi thêm khi COVID bùng phát làm được, lúc đó mới nhận thấy sự quan trọng của việc có một cái side hustle, có một cái công việc gì đó khác đặc biệt là đó để mà mình có thể mang nói với mình khi mà mình đi đâu đó, hoặc là khi mình đó mà mình không cần có mặt mà cái business đó vẫn chạy được, nó vẫn mang đến cho mình cái hiệu quả, mình không có mặt ở đó, và thực sự là mình cảm thấy may mắn được cái business này nó đúng như gì là mở cái e-commerce store bán skincare products, nhưng mà những cái đó mặc dù là online nhưng vẫn phải physical làm, tức là phải trả lời khách hàng, nhưng cái công việc này, cái business này hoàn toàn khác, là mình không cần phải làm những công việc đó, mình có thể trả lời khi mà mình cảm thấy mình cần thiết, chứ thật sự thì cũng đã tự động gần như 90%. Nhưng mà như anh đang nói, tất cả đều có sự khởi đầu và đầu tư của thời gian, thì mình phải đầu tư thời gian khi mà mình rảnh, khi mình cảm thấy phù hợp với schedule của mình để mình start up và đầu tư ban đầu và mình theo cái style để mình học thôi, chứ nó không có yêu cầu cái thời khóa biểu, cái thời gian làm việc khắt khe như những công việc khác hay là gì. Thì... có nghĩa là mình có cái giờ nào đó thì mình cứ làm theo, chứ mình không cần thiết là mình phải là trong vòng ví dụ như một ngày đó mình phải xong hay là như thế nào đó, thì cái theo như nãy Liên nói là cái training side thì mình học bất cứ lúc nào và chỉ cần mình rảnh mình học thôi, thì mình cứ theo đó mà mình học thôi, chứ mình không cần phải là, nhưng mà mình phải, không phải giống như là phải học xong rồi trả bài hay là như thế nào đó, thành ra là làm từ từ rồi mình khi nào xong là mình, nhưng mà mình phải nhất quyết là mình phải đợi là lúc ban đầu mình phải bỏ tâm vô đó rồi mình bắt đầu mình làm, chứ không phải nói là không có làm bất cứ giờ nào thì nó nghiêu là mình cứ tà tà là cũng không được, đúng không? Thành ra là mình cái đối với cái business nào cũng vậy hết, cái ban đầu lúc nào nó cũng phải có một cái nền tảng trước đã, xong rồi mình từ đó lúc đó sau này mình sẽ khỏe hơn, mình không cần phải là
như là làm nhiều quá, đúng không? Thì mình thấy phải cái business nào bắt đầu thì cũng phải là người ta nói là gì thường thường có câu nói đó anh Don, bạn sự khởi đầu nan đó, bạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, nhưng mà mình không có nản đâu nha. Khi mà mình đã vô nếp rồi, rồi được thành công rồi thì lúc đó là vui thôi, tại vì mình đã được những cái loại này, cái reward của những cái sự gọi là try đó, đó. Thì đó là mình thấy như vậy. Giống như VVN bây giờ đó, thí dụ mình anh chị em mình đang nói chuyện đây cũng là một cách là mình đang làm việc cái, về cái biến dịch này đó. Thì con nó cũng chạy vòng vòng, mình vẫn chơi với nó được trong khi mình đang làm việc. Đây là một trong những cái đặc điểm của cái mô hình này cho mình. Còn thí dụ mình vô hãng mình làm á thì thôi, con cái là phải để ở nhà. Con chạy được. Con cái không chạy qua chạy lại. Không chạy qua lại, không gửi phải đi gửi trẻ tốn tiền. Còn mình vừa làm mà vừa chơi, nghe nói giống như là too good to be true, nhưng mà thực sự nó là như vậy. Thực sự là như vậy. Tại vì hồi đó là tụi này cũng đi làm hãng, hồi đó là làm hãng mấy chục năm luôn đó, nhưng mà lúc mà mình muốn nghỉ thì họ đâu có cho mình nghỉ. Còn cái công việc này mình muốn nghỉ lúc nào mình nghỉ, mình làm lúc nào thì làm. Nên công việc này nó rất nhẹ và mình có nhiều thời gian dành cho mấy đứa nhỏ. Hồi đó mấy đứa con chị đó lúc mà nó còn nhỏ mình đâu có thời gian cho nó đâu, tội lắm. Mỗi lần mình đi làm thì nó ở nhà nó đợi cho mình đi làm về thì lúc đó là tối rồi, đâu còn làm gì nữa. Cho nên bây giờ mình có nhiều thời gian, cho nên giờ còn mình có cháu nội thấy cũng đỡ, giờ mình có nhiều thời gian cho cháu nội cũng đỡ hơn, để bù lại. Thành ra là trong này, trong cái công việc trong đây thì rất nhiên là mọi người đều có nhiều cái background khác nhau và tất nhiên ai cũng làm được, và mình nói ở đây thì nó hơi ấy nhưng mà nó cũng là một mọi gọi là tuổi nào cũng làm được. Nói chung là mình hiểu biết thì mình làm được rồi, đúng không? Hãy nói sao ta, 18 tuổi trở lên không Liên? Vốn về tích lũy tâm nhưng mà cũng phải vốn để khởi nghiệp, và đó chỉ là và có cái chỉ là cái thứ nhưng mà vì nói là mình chịu khó và không phải là chịu qua kinh và theo đuổi có cái sự quyết tâm. Giống như Liên chia sẻ nói là lúc trước là làm chủ cũng là một chủ một kinh doanh nho nhỏ, làm skin studio, săn sóc da làm đẹp cho người ta, dù cũng có thu nhập, cũng có vững vàng, cũng có thu nhập, cuộc sống không là cũng thoải mái, nhưng cái thời gian mà dành cho nhau không có nhiều. Đó, có rất là nhiều người ta đi làm thì công việc họ cũng rất ổn định, nhưng nếu họ không cài thì không có lương. Và nhiều khi họ muốn có nhiều thời gian hơn, ví dụ làm một ngày 5 tuần, họ muốn làm 3 ngày thôi, không được, phải lấy cái trình, mà lấy cái trình thì hết, và phải cái trình có giới hạn, thì cái tuần này rồi qua tuần kia rồi qua tháng nọ rồi qua năm tới, cứ như vậy nó cứ xoay vòng hoài. Thì và 20 năm qua rất nhanh, giống như bà xã thì làm cho bệnh viện, làm cho công viên bệnh viện thì là cái giờ nhất định mà muốn xin phép nghỉ rất khó. Còn mình thì mình là làm real estate, mình làm địa ốc, là mình là self employed. Là ngày xưa mình vào real estate đó, mình nghe thằng bạn nó dụ nó, mày vô này mày làm á là mày làm chủ thời gian, mày là ông boss mà. Thì mình đang làm hãng á thì mình đang bị ở cái yếu điểm là xin phép đồ này kia, và làm hãng là dù cho ngày đó không vui cũng phải là đi làm để mà làm ha. Thì nghe nó nói vậy cái là đúng ngay điểm yếu mình, thì mình làm liền, mình nhảy vô mình làm liền, một năm sau mình lấy cái license và mình làm cho tới gần 4 năm rồi, license mình vẫn còn giữ. Mình cũng lấy cái nghề đó, mình cũng rất yêu cái nghề đó, mình làm cũng có tiền, nhưng mà thời gian mà để cho mình gọi là đi du lịch một năm 4-5 lần thoải mái, hoặc là săn sóc con cái để dạy dỗ thêm, hoặc là mình nhiều khi mình muốn nghỉ ở nhà chút đỉnh đó, cũng rất là khó, vì
Vì khi mà thân chủ mà gọi mình hoặc liên lạc đến mình không trả lời được. Mình là cái người mà giống như thôi để ngày mai tính, bây giờ sau giờ làm việc rồi, 7 giờ tối rồi thôi tôi không trả lời. Nhưng mà người ta không hiểu điều đó, cho nên mình không trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ á, thì coi chừng coi chừng nhất là người Á Đông mình đó. Nên là nói chung là rất là gọi là căng thẳng. Để có cuộc sống căng thẳng mà mình phải hy sinh như vậy thì cái bản thân của mình, cuộc sống của mình gần như giống như hy sinh luôn cho cái sự nghiệp của mình. Thì cho nên là tụi này 4 năm qua là mới quyết định là mình làm một cái gì đó. Hồi trước giờ đó là mình làm giàu cho người ta, mình giúp cho người ta. Mình thì chỉ lấy lương hàng tháng, giống như mình đổi thời gian của mình. Mình làm cu li hoài mệt quá. Thì bây giờ mình sao không tự làm cho mình, mặc dù mình chưa có một cái kinh nghiệm gì. Mình cũng không phải là được truyền lại từ ông cha gì. Mình bắt đầu bằng một tay trắng và mình phải tự đi tìm và đi học. Thì mình tụi này nghĩ là mình phải làm cái gì đó mà mình làm chủ. Thứ nhất là làm chủ thời gian, còn tiền bạc, ví dụ như mình làm mà vừa đủ ăn đủ sống mình cũng vui rồi, vì mình có thời gian cho mình có thời gian có thể đi du lịch, mình không có quá giàu. Còn như khi mình làm giàu mà cái thời gian mình đó mình không làm chủ được, mình tặng hết thời gian của mình cho ai đó, còn đổi lấy lại tiền hàng tháng thì mình thấy cuộc sống mình nó không có ý nghĩa. Và như vậy đã qua 30 năm, mình chỉ nói năm này và năm kia mình cứ hẹn hoài, rốt cuộc trải qua 30 năm rồi, hẹn hoài hai boy nó lớn hết trơn rồi. Bây giờ con mình nó lớn hết trơn rồi, mình vẫn chưa đạt ước nguyện đó. Cho nên tụi này là 4 năm trước là giống như mình chơi liều, mình bỏ tiền vô đầu tư, mình muốn là làm liều, không thành nhân thì không thành công thì thành nhân, giống như người ta nói vậy đó. Nhưng mà mình vẫn sống que à, vẫn sống que ru. Thì mình nó có thất bại thì mình học từ cái kinh nghiệm đó và mình tiến bộ lên mỗi ngày. Cho nên nói dài dòng để cho các bạn thấy rằng mình tin rằng ai cũng trong cuộc sống mình đồng ý với điều mình nói, ai cũng là vất vả đi cày, ngày nào cũng đi cày, cuối tuần nghỉ là nó qua rất nhanh. Và như vậy họ cứ hẹn dần, họ hẹn dần nó ở để mai mốt tôi có rảnh mà tôi làm, tôi kiếm thêm cái gì đó làm, rồi thời gian qua 30 năm rất nhanh. Cho nên các bạn đừng chờ đợi khi mà cơ hội nó đến, nó gõ cửa mình, hãy mở cửa ra và nhìn coi mặt mũi nó ra sao. Nhiều khi bạn làm rất thành công nhưng mà bạn chỉ ngại thôi, bạn thấy là ô công việc tôi như vậy, kinh tế tôi như vậy, gia đình tôi vậy là tốt quá rồi, lý tưởng, nhưng mà biết đâu bạn xứng đáng được hơn cái đấy, và bạn lấy lại cuộc đời, lấy lại cái thời gian của mình và mình làm thêm cái thu nhập. Mà mình nói là cái business này mình chỉ làm part time, thật sự là rất nhiều anh chị trong cộng đồng người Việt Nam mình và người ngoại quốc họ chỉ làm part time mà cái thu nhập họ nó đã gấp bội lần cái lương mà họ làm full time. Mình nói part time là mình nói nhẹ nhẹ cho các bạn nghe đó, thật sự là làm cái này rồi khi các bạn thành công bạn chả cần phải làm gì. Khi mà mai mốt tụi này sẽ chia sẻ với các bạn là khi cái business này mà nó thành công ở cái mức mà mình nói rằng là mình vừa ý rồi đó, thật sự mình không có làm gì nữa đâu. Mỗi một ngày mình chỉ làm nửa tiếng hoặc một tiếng là đủ. Và vì sao vậy? Là vì mình chỉ chạy social media marketing. Mà khi mà mình chạy rồi, mình set up cái campaign rồi, thì nó cứ chạy. Mình không làm gì nữa. Mình chỉ trả lời email có ai thắc mắc, hoặc là mình hỗ trợ những các bạn đồng nghiệp của mình, những người anh chị em mình hỗ trợ với nhau, chỉ vậy thôi. Không có đi làm mà vất vả, và cũng không phải là một ngày là phải cài 7-8 tiếng đâu, không có, 4 tiếng cũng không cần. Nhưng mà ở giai đoạn đầu thì mình phải chịu khó học, phải đầu tư thời gian để cho mình nắm vững là cái hệ thống này. Rồi khi mà mình làm rồi, giống như mình tốt nghiệp rồi đó, thì khi mình ra làm đó, công việc nó rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Là vì bây giờ mình tận dụng công nghệ, tận dụng tất cả những cái thông tin trên mạng xã hội, tất cả những kỹ thuật đó, mình tận dụng nó thì nó tự động nó chạy, mình có làm gì đâu. Mà mình không cần phải dặn cái máy, điều chỉnh cái máy, không cần phải chỉnh vo, không cần phải thêm nhớ, thêm nháo gì hết trơn á. Tất cả là hầu như là tự động. Khi mà mình đạt tới một mức độ thành công, những cái lớp thành công mà mình mong mỏi, chứ không phải là mong mỏi, tức là mình đạt được một cái thu nhập mà nó thế luôn cái thu nhập, còn thời gian hai vợ chồng mình làm, thì lúc đó mình tự cho mình là mình thành công. Chứ mình không có muốn, mình không nói là phải trở thành là triệu phú,
một cái mức độ mà mình có thể thoải mái đi chơi và mình không có làm gì. Thực sự là cầm một laptop và cái phone là mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của cái mô hình kinh doanh của anh em mình đang làm. À, thì đó là một trong những cái chia sẻ thứ hai, mình cho mình nói dài một chút. Rồi cái mô hình này á là mình làm chủ chứ mình không phải đi làm công. Ví dụ mình đi làm công là mình có một cái job, ví dụ như mình là trước mình làm real estate là mình là self employed, mình own một cái job. Mình own một cái job. Còn hiện nay anh em mình làm cái business này là mình làm chủ một kinh doanh. Thì các bạn nào mà thắc mắc á, thì thật ra các bạn đi vào đây các bạn không làm cho ai. Các bạn bắt đầu khởi nghiệp trực tuyến và các bạn bắt đầu làm chủ. Chính vì vậy mà tụi này muốn làm là muốn không thì không. Không ai mà lấy cái cây quất cho lưng mình hết á. Và công việc nó vẫn tiến triển chứ không phải nói là không làm mà mọi thứ nó đình chỉ. Hoặc là mình muốn nghỉ thì là không được ăn lương. À, tất cả mọi thứ vẫn vận hành. Vì sao? Vì nó có một cái hệ thống tự động. Tụi này chỉ là săn sóc nó mà thôi chứ không có làm gì hết, không có chạy một cái máy gì hết á. À, bởi vì công nghệ hiện nay là máy ta 4.0 rồi mà, thì đây là digital era thì tất cả mọi thứ đem lên mạng. Thì như vậy mình mới mạnh dạn vào, và các bạn mà thấy thì các bạn cũng nên mạnh dạn vào. Thứ hai mình á, có rất là nhiều người thắc mắc, luôn cả mấy đứa con mình cũng thắc mắc. Thì hôm nay mình xin trả lời là không biết hôm rồi mình có trả lời chưa. Cái mô hình kinh doanh trực tuyến này, xin thưa, nó không phải là multi-level marketing, không phải là MLM. Vì ngày trước mình cũng có từng trải nghiệm, mình có thì cũng là multi-level marketing. Một cái hãng ngày xưa nó gọi là hãng rất lớn là WME, không biết các bạn có nghe chưa. Bây giờ là nó gọi là WFG, là vì một cái hãng lớn người ta mua lại cái hãng đó. Thì mình cũng có vô làm, rồi mình có làm một cái hãng bán về sản phẩm mà uống vô nước aloe vera đó, aloe vera nước nha đam đó, cho có sức khỏe. Là những cái đó nó tập trung vào là đi bán sản phẩm. Còn cái business này nó rất đặc biệt ở chỗ là tập trung vào không đi bán sản phẩm. Vì thế nó không phải là MLM. Yeah. No MLM. Mô hình của anh nhìn rồi. Nếu mà nó là MLM, tụi này đã không vào. Vì mình đã biết trước, mình đã đi qua hai lần kinh nghiệm, đi qua hai hãng khác nhau, bán những cái loại sản phẩm khác nhau. Cho nên mình rất là ái ngại. Từ giờ hôm nay xin trả lời. À, nếu anh chị các bạn nào mà lỡ mà có nghe tụi này nói chuyện thì xin thưa rằng mô hình này không phải là cái gì tiếng Việt là tiếp thị đa cấp nha, không phải tiếp thị đa cấp. Dạ, mình là Lý nói đi. Lý nói. Mình sẽ nói. Tại vì với như Liên nói thì cái đoạn gì rồi không nghe, liên lặp lại đó. Để nói là mọi người có một cái mục tiêu trong cuộc sống, có người đang tìm kiếm công việc gì đó có thu nhập cao, hay là mọi người mong muốn có cái sự ổn định, hay có cái sự hay, hay cả một người mong muốn là có công việc gì đó để làm và để có tận hưởng được cuộc sống, tức là enjoy được cuộc sống của bạn, và hãy bạn muốn là đến cho mình một nguồn thu nhập ổn định và mình vẫn có thời gian dành cho bản thân mình, thì đó là đủ, đó là những gì mình tìm kiếm và mang đến những cái mong muốn đó. Và nếu bạn có cùng mong muốn thì hãy cứ tự nhiên mà tìm hiểu vào website của tụi mình thì bạn sẽ thấy nhiều hơn. Nói gì đó. Đúng rồi, muốn mail được. Vivian muốn anh mở ra. Anh mute rồi. Vivian mute rồi. Anh mute Vivian rồi. No, I didn't do anything. We cannot hear you, Vivian.
Mình họ tự bấm được mà. Vì mình Oh, bấm cái nút mail. sorry. Rồi Họ cả bấm cái nút nhà. mà Rồi nó sorry cả nhà nha. Bây giờ nghe chưa? Tại vì nghe hai đứa con nó ồn quá, xin lỗi cả rồi. nhà nha. Thì Không nói sao. chung là bây giờ để tiếp lời anh Don hồi nãy đó, hồi nãy mình có nghe, mình nhớ mình có cái câu là người ta nói là mình đừng có xây dựng ước mơ của người khác mà hãy xây dựng cái ước mơ của mình. Thì khi mà ví dụ như hồi nãy anh Don nói là mình đi làm cho người ta đó, là có nghĩa là mình làm giàu cho người ta, đó là cái ước mơ của người ta để người ta làm giàu. Thì mình đi làm cho người ta nhưng mình làm phụ người ta để người ta làm giàu chứ không phải là làm phải giàu cho mình đó. Thì đó thì cái tiếp lời là anh Don là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì nếu mà ai ở đây mà đã nghe ba bốn anh chị em mình nói thì có thể vào cái website và cái ở dưới đó của mỗi người đó, thì cứ vào đó để mà mình tìm hiểu thêm. Thì giống như hồi lần trước đó Vivian có nói là bây giờ muốn tìm hiểu cái này đó thì mình phải chính mình mà mình đi tìm hiểu. Thì mình giống như coi là bộ phim thì mình phải coi cái bộ phim đó, mình chính mắt mình coi thì mình biết nó hay hay không, dở như thế nào. Thì chứ còn nếu mà anh em mình nói đây á nhiều quá thì mình không có hiểu được hết tất cả những cái gì mà mình chia sẻ hôm nay, mà mình sẽ có những lần tới nữa để mình chia sẻ. Em nói gì Rồi, không? 30 phút không? hết rồi đến giờ. À, hồi Dạ. nãy giờ anh em mình mới vừa chuẩn bị vào đề rồi mà đã qua 31 phút rồi ha. Không biết mình có nên nói thêm hay là hẹn lần sau hả? Vậy chắc phải hẹn lại rồi Dạ thôi thì chắc bây giờ là hai đứa hai nhỏ mình hơi ồn á nha, thôi giờ mình đi out trước chào quý vị nha. Rồi, ok. Ok, bye Vậy Vivian. thì xin cảm ơn tất Xin cả các chào. bạn đã lắng nghe và xin hẹn lại lần sau. Thế Bữa nào nay tuần sau? sẽ làm sớm hơn một chút nhé, và mình sẽ thông thông báo để các bạn biết trước. Và cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Vivian. Cảm ơn Vivian. Liên. Ok, hẹn các bạn 6 giờ chiều mai. Ủa, ấp rồi hả? 6 Ok. giờ chiều chiều thứ năm, 6 giờ chiều thứ năm Yeah. GST Rồi. tới. Rồi, theo cái Rồi. Good night. How do we stop live? How do we stop live yet? No, have not. Rồi, tắt anh bấm cái đó. Anh bấm nhỏ lại, exit full screen.